một dòng vẫn sẽ ban được đúng không? Đó. Mình vừa quạt đi. Phần đáng của bạch. Đấy là mình được chứ chị ạ. Rồi đó. Em lại đi mua cái hàng. Nó đá rồi. Thật cuối, thật cuối. Chơi cái xong là bỏ coi như là
quay mạng đấy nhỉ? Test, test, say rượu không nhỉ? Quay quay mạng đấy. Say rượu ơi. Quan trọng do mình mua đúng không? Nhau chết rồi. Không thể có được, không thể sướng sung sướng mà lên kiểu như thế. Đàn ông không cảm tình lên được. Đàn ông khác, đàn ông không được. Đàn ông thì gái chuẩn mực. Chơi nó ra tiền. Phần hoàn cảnh tiền nó phần đi chơi. Cấu. Vừa sướng. Vừa có tiền. Có gì? Có gì? Có gì? Trả sướng thì không có thực hiện. Thế, không vào cửa mất tốt tiền rồi. Con trai nào bảo chưa đi đã phò ra suối nói chuyện với em. Khoan một buổi trưa, trong cái mèo này không còn cái gì ấy. Thì ta bảo rồi, chưa nay tao có là một dàn luôn, mà được hết, cắn hết. Nhưng mà trong khi ta vào thì chỉ có 3 con, trong khi đó có 20 con, 2 con rồi rồi. Cắn hết rồi, nhưng cái con kia chung như kiểu chưa, chưa có gì xảy ra ấy. Ngày đi chưa tử mất. Ừ, nhưng chưa có gì. Này, bán 20 đô bây giờ bảo chẳng thấy 20 đô ở đâu. Thế năm cày thì ít ra em còn được một con thịt thế chị. 40 đô một tơ thì chưa. Mà bên này có 12 đô một tơ thì chưa. Nhưng mà chẳng thấy nó còn cả chưa. Một cái trước kia người ta ngồi bị chéo. Chưa. Rồi nãy bán xong rồi. Có hôm đi từng lấy data được tầm 100% hôm qua đi đến từng đấy mà được có người 2 đô rồi.
đầu tiên là mô tô. Mình thì luôn luôn là thắng. Sâu thì có sâu nhưng chưa đậm. Có sâu nhưng mà chưa đậm. Sâu thì có đậm sâu ấy chứ, chỉ có đậm sâu. Có. Em có chỗ còn là cứng hơn đá rồi đấy. Đấy, cả đá chị chắc quen em được tròn chưa được một năm. Hay là ngày xưa thôi, nhưng mà từ lúc tập phim mà cứ tiếp với em mày yêu anh. Yêu với ai để là chị biết. Thì yêu thì chẳng ngắt giờ em đi nhà nghỉ đi trong canh kiệu báo cáo thì không biết được. Từ năm ngoái là chưa không yêu ai rồi, được qua lại với bạn không? Chứ mà sang bên kia ở trọ cũng là yêu đúng không? Trọ nào? Chứ mà sang bên kia bên thằng kinh tế hay bên nào hay trọ là mày yêu ai sang bên đấy đúng không? Không. Đó. Kinh tế nào? Được mày chẳng đâu mày trọ đây, được ở bên tấm đây bảo là mày trọ đâu ấy? Trọ đâu? Đi ngủ lang thang. Không, khó đợt... lắm, lúc đấy chắc mới đang yêu sao ấy. Không. Chắc là cái kiểu luôn. Từ năm ngoái là không yêu ai rồi. Chắc năm ngoái yêu mà từ năm bỏ ra từ năm ngoái đến giờ. Thật chứ đùa đâu. Cái đợt là chị nghỉ xong mà lúc đấy em mới vào chị. Thế
biết cái Nha Trang là hả? Tử nó tự khắc vào kèo ấy. Trong một thẻ kia dùng hết chưa? Trong thẻ này chưa đắp đi. Không phải khóc, yêu ai thì không phải đau. Phải yêu ai cả, không phải khóc, không phải đau, không phải khóc, không phải đau. Nhiều lắm đi. Trời mưa sớm rồi luôn. Mà thân mình chẳng có thời gian mà yêu, nó là yêu thời gian dành cho yêu người khác. Tập kia em phải có người đi cùng ơi, em đi một mình em lười đi lắm. Anh thế để về giờ trước tao thằng nữa đi ấy. Không một mình để một mình đi. Tuấn Anh dạo này anh nghỉ, Tuấn Anh có đi đâu? Toàn để một mình đi là bị chán thế thì. Tuấn Anh dạo này đi ông gạch đi. Bây giờ đi tập kia chỗ khác. Để xem một người mặc kem cũng chọc kem thôi, khá là đẹp nào. Anh nhìn thấy anh phát đi. Tập bè nữa, tập cho nó bỏ. Tập cho nó kiên trì như Nam bê kìa. Nam bây giờ trên luôn, một cái nó bỏ xong. Tập cho nó khỏe người. Tập thôi, ăn uống thì tiết kiệm. Mình đi thôi chứ. Anh muốn trở ăn thì cũng được. Ngồi nhiều tập vận động cơ thể nó khỏe hơn. Ê, ra về con không nào phải đây. Ngồi nhiều quá đỡ hết người. Ngày đầu tiên nhảy được một chắc một bước. Cái. Thôi, dây nếu vậy,
văn hóa nó nói chúng ta biết rằng anh chính là đi du lịch về đi tập cơ để nhận chơi nhiệm vụ các kiểu đó. Thôi em nghĩ thế để vào khuôn ấy. Không, bây giờ đi tập đông người lắm. Ê, đến nhớ đi bơi được, nhớ nhảy múa được. Ngồi còn đi còn chẳng muốn đi ấy. Anh nhớ lần đi tập để đi xe là đi của nó nghe. Nhà là đi bơi để bơi bắn súng hay cả phóng lao ấy. Giờ đấy tính bắt đầu mình mới tập kim lại đi bơi về thì nó xài tay nè. Tháng vừa rồi em đóng tháng như tập được có một tuần đến người này hết tháng. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi live tiếp theo.
nhà ông hiện nay phát triển hai con được cả hai luôn.
Thích. Mày là 28 rồi. Năm hơn 31, 31 này. Hôm qua về ăn cưới thế mới biết thằng anh Sơn book tour chỗ thằng bạn em. Tour tour du lịch này. Hả? Ấy tour ấy. Đặt với các thứ đi như này. Có mà anh, nhưng mà có lực không nói. Anh bao lâu đi? Bao lâu về mình tự đàm phán này, không tự mua vé. Mà kỳ yêu. Tiền đâu? Có thể. Anh đang hay gì ra coi. Ông mấy bắt họ. Bác họ đưa gái đi du lịch. Không, các bạn đóng áp anh bảo để hồ sơ cho tầm vòng ngày. Này, hai cái thằng bảo lên đây làm anh được. Cái hôm nó trước khi hôm nó đi trong quả đầy xỉu cả cái xe nè, xong rồi lên em đưa sang cưới để hồ sơ để bắt tay làm việc, giờ lại chưa vào đánh tiếp vậy áp á. Hồ sơ phải sạch cơ, hồ sơ phải sạch. Thằng em anh nó làm được cả xấu à, anh bảo làm cho em ấy. Sang bảo làm là xấu luôn. Em bốc hai con cứu đi du lịch thôi. Nhưng mà chết là nợ, chết là nợ cũng được. Chứ mít thứ. Mít thứ thoải mái, chắc được. Giờ làm bất tử không? Chào tất cả các bạn, các bạn đã nhận được lấy chương trình chúc các bạn ngồi vừa chơi thật là vui vẻ.
lấy thùng tôm, nếu mà có bay được nốt vào đấy là thùng tôm cay chứ. Cố lên em. Sao cay? Bạn nghĩ rồi cay hả? Trên lại thấy thùng tôm nước 2, dưới thấy nhung nốt 20 đô. Chắc là móng tay bị xước thì không được ấy. Công như con tôm rồi.
Thank you.
cho ăn cơm luôn. Để ông ăn đá từ sáng mà không đóng đá.
Đấy rồi, nhưng mà
canh giống tên nhau nha, của em anh kia dai rồi đang hai đấy. Thế này của em giống giống của người ta thì người ta đổi luôn, nhưng mà đổi nhưng mà không nhét vào giống nhau. Thế của em giống của người ta chứ, nhưng mà của chị có giống à, của em có giống của chị không có giống. Quay đi chung này em là đổi nhét giống anh này. Cái gì á? Lai game gì đấy? Nền dọc này, hoa lá cành nữa. Chuyển như thế này nhỉ? Đây. Là này, nó xíu đây. Này, nền còn để phông hoa các kiểu này. Đều. Tịnh kỷ ý.
Chiều dậy không ăn được.
hai mươi vẫn là một hai con là mình mới. Cái máy được vào em tắm một khẩu vỏ không nhận máy dám mặc khẩu như nào thì tắm đi. Em khẩu và bên kia chụp
nó tức cả lâu. Thank you.
được kinh. Chị Thiệu là tám tinh nhớ tám tinh của em lúc mua 80 má em lúc mua 84 người 4 triệu hay mẹ thế hả của em 18 tinh mà lúc mua 14 triệu. Chị Diệp có điện thoại gì? Diệp ai? Diệp giá. Mà trong khi đó 256 ghi. Diệp giá. Hả? Mà mua điện thoại gì? Biết. Mua rồi. Không biết mua điện thoại gì. Xem. Thank you.
Gần 11 triệu. Bây giờ chỉ là không. Tìm mấy gì? Hả? Chị đang tìm mấy gì? Chắc một Pro Max à? Tầm 10 triệu. Tầm đấy hoặc rẻ hơn. Thank you.
Thank you.
Thank you.